chân nào hoang lạc, vội vàng bước lỡ chốn u mê, rồi tìm quên tháng ngày, những lẽ sống ban sơ, vui quên đi hết bao giờ, tìm quên trong ngã rẽ sai lầm, không thuộc về nơi tâm hồn. Rồi hoang mang chờ tỉnh giấc, nước mắt đâu muộn màng. Và dù ngày mai còn phút cuối, quên bao lỡ là, quay lưng đi con tim còn tươi sáng, quên đi bao u mê cùng năm tháng, bao yêu thương quanh ta chờ đợi, nơi con tim lạc hoang cuối trời. Đâu ai hay ta nơi đây từng tăm tối, khi đôi chân quay đi tìm ra lối, và đâu có lẽ phút cuối buông tay đoạn đường về dù thay. Chào chị. Chào em. Chị khỏe không? Chị khỏe. Hôm nay em tới mua đồ từ thiện nữa phải không? Dạ. Mấy em nhỏ còn cần nhiều đồ lắm chị. Ai mà lấy được em là phước đức lắm đó nha. Mấy đứa trẻ mà em quan tâm là cũng có phước lắm đó. Chị ơi, vợ chồng còn phải tùy duyên tùy số nữa, đâu phải muốn là được đâu. Chị, em đi lựa ít đồ nha. Chào chị. Chào cậu. Cậu đến lựa đồ cho các cháu nữa phải không? Dạ, chị vẫn lấy cho em như mọi khi đi. À, để mới hả? Đây là địa chỉ nè. À, mà hình như cậu biết cô ta hả? Không những biết mà còn biết rất rõ nữa đằng khác. Gửi tới địa chỉ này phải không cậu? Đúng rồi chị. Anh Lý Nhật Đồng, mời anh ký nhận việc cho công ty Nét cho đại lợi. Anh tôi đã nhận ra anh rồi. Nhận ra thì tất cả mọi chuyện cũng đã xong hết rồi. Mình có thay đổi được gì đâu. Mấy người chàng bẫy tôi, mấy người cút hết đi. Chú Lý, làm gì có chuyện tự ý thanh lý hợp đồng? Tài khoản 6 trong hợp đồng. Sau nửa năm bên B không giải ngân toàn bộ số tiền, thì bên A hoàn toàn có thể đơn phương thanh lý hợp đồng. Lúc này, ký đi. Không còn giải pháp nào tốt hơn lúc này đâu. Tao sẽ kỳ công ty của tụi mày. Vì sai phạm do mày tự lựa chọn. Lừa đảo. Lũ tụi mày là lừa đảo. Nhìn và kỹ đi. Nhanh lên, nếu như mày muốn con mày được yên ổn. Tao không ký. Mày là đồ lừa đảo. Tao không ký. Lừa đảo.
Tao tưởng mày núp ở cái xó nào xa xôi hơn chứ. Ngay từ lúc đầu tao cảnh báo mày cấm chơi trò điên rồ này chứ mà, tại sao mày không nghe hả? Tôi không có chuyện gì để nói với anh nữa hết. Đừng có lên mặt dạy đời. Anh đi khỏi chỗ này cho tôi. Mày đứng lại. Đứng lên mày. Đứng lên. Bây giờ mày còn mở miệng ra mày nói tao chuyện hả? Hả? Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng để tao gặp lại mày. Bây giờ thì chỉ có Thánh mới cứu được mày. Trừ khi mày bị tật nguyền vĩnh viễn và tao phải đi tù thì mày mới thoát được thôi. Mày thích nhìn tao như vậy lắm hả? Đứng lên mày. Làm như tao sợ mày mà. Chó, đưa nó đi. Dạ. Đi mày. Cậu khá lắm. Tôi đầu tư cho cậu đâu phải là ít tiền. Mà cậu chơi tôi như vậy đâu phải là quân tử. Quân tử hả? Tôi đã lọt vô cái bẫy của ông rồi. Mà ông còn bắt tôi đối xử quân tử với ông nữa hả? Tôi nghĩ cậu phải hiểu. Những cái thằng cần tiền để mua danh hảo như cậu á, thì phải hiểu luật rừng hơn ai hết chứ. Tôi biết con bài của ông đang muốn dùng là gì rồi. Tới nước này ông lật bài ngửa ra đi. Nè, đâu phải cậu muốn giả từ sự nghiệp là được đâu. Cậu còn phải đi dài hơi nữa. Ngoài cái mạng chó này ra thì ông không lấy được bất cứ thứ gì khác ở tôi đâu. Tống cậu vào tù thì quá đơn giản đối với tôi. Nè, phải biến cậu thành con đĩ đực thì tôi mới hạ dạ. Nếu như tôi không thích, cho dù ông có 72 phép thần thông cũng không ép nổi tôi đâu. Chứ đừng dùng tiền để uy hiếp tôi. Cái mạng chó của cậu tôi bầm nát ra lúc nào cũng được. Tôi cho cậu 2 ngày để suy nghĩ. Một là cậu sống và gia đình cậu chết. Hai là cậu phải nghe lời tôi. Cậu hiểu chứ? Gia đình của cậu hiện giờ đang nằm trong tay của tôi. Đừng nghĩ tới việc chạy trốn. Cậu biết hậu quả sẽ là như thế nào nếu như dám qua mặt tôi một lần nữa. Hiểu chứ? Đi mày! Buông ra! Tự tôi đi được. Mày tưởng nuốt tiền của tao dễ lắm hả nhóc con? Nam! Nam ơi! Nam có sao không? Thôi để Ngọc đưa Nam về nha. Ngọc đưa Nam về, lão đại sẽ không bỏ qua cho Ngọc đâu. Ông ta có lý do gì mà không để yên cho Ngọc chứ? Vì Ngọc giúp bạn của Ngọc hay sao? Vô lý quá. Thôi lên xe đi, để Ngọc đưa Nam đến bệnh viện nha. Nam quen vậy rồi, ngày nào Nam cũng bị vậy, đến bệnh viện làm gì? Không cần đâu. Thôi được rồi, nếu mà Nam không muốn thì Ngọc sẽ đưa Nam về nhà. Nam làm gì có nhà mà đưa về. Nhà của Nam á đứng tên Đại Lợi lâu rồi. Hiện tại họ chưa thu hồi hết toàn bộ tài sản của Nam đâu, nên Nam đừng có lo lắng quá. Không thể, hắn không có dễ dàng như vậy đâu. Cái gì cũng phải có bài của nó hết. Nếu Nam tin Ngọc thì Ngọc sẽ giúp Nam thoát khỏi tay Đại một cách ngoạn mục. Còn ông Quỳnh Đại, ông ta sẽ phải rụt xương trong tù. Ông ta đưa tiền cho Ngọc để làm gián điệp hả? Còn chiếc xe này ông ta mua cho Ngọc luôn hả? Thôi, nếu Nam nghĩ vậy
thì Ngọc không biết nói gì nữa. Hay là Ngọc có mối thâm thù gì với ông Đại? Chuyện đó nói sao đi, bây giờ phải lo chuyện của Nam trước đã. Nam đâu còn gì để mất nữa đâu. Có gì Ngọc cứ nói đi. Nam à, ông Đại, ông đang nhắm đến một quả đầm mấy triệu đô la từ tổng tập đoàn VCC. Nam có đến gặp bà ta rồi, có liên quan gì? Bà ta rất là mê Nam. Nếu mà Nam chịu ở với bà ta thì ông Đại, ông sẽ nhận được khoản tiền đó. Không thể, Nam không bao giờ bán thân cho bà già đâu. Đó chỉ là kế nhất thời thôi, Nam cứ tạm chấp nhận đi, có sao đâu. Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hiện tại đó là lựa chọn duy nhất. Mà Nam đừng có chống đối ông Đại nữa. Không những họ đánh Nam mà cả gia đình Nam cũng gặp nguy hiểm, Nam hiểu không? Để Nam suy nghĩ lại. Nè Nam, Ngọc sẽ cố gắng đưa ông Đại ra trước pháp luật. Ngọc sẽ tìm mọi cách để phanh phui việc phi pháp mà ông ta đã làm. Nam cứ tin tưởng ở Ngọc nha. Được, cứ vậy đi đã. Alo, sếp hả? Dạ, hiện tại thì Bảo Nam đã xuôi theo chiều hướng mà em xây dựng xong. Sếp cứ yên tâm. Dạ. Đại ca, em thu về 200 triệu đầy đủ rồi đại ca. Rồi, vậy là tốt rồi. Đại ca, lão già đó mới vô một lô đậm nên tụi em xử im ru à. Làm rất tốt, cứ vậy mà phát huy. Dạ, dạ. Mày ngu quá. Ủa, mày nói vậy sao đại ca thưởng cho tụi mình? Sao vậy, tao nói có gì sai đâu. Bộ mày tưởng đòi nợ lão già đó dễ lắm hả? Phải bày mưu lập kế mới được chứ, đâu có dễ đâu. Mày ngu quá. Mày mới là thằng ngu á. Đại ca đã giao việc cho tụi bay, tụi bay tưởng đại ca không biết gì về lão ta chắc. Phanh tướng. Quên cái gì vậy? Tụi ba kìa, bắt đi. Tụi năm rồi mày. Hồ sơ của anh đây. Cảm ơn em. Dạ. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đen. Dạ. Chúng mày đi theo anh. Dạ. Còn tất cả anh em ở nhà có gì gọi điện cho anh. Quỳnh Thế tao nha mày. Ừ. Rồi, chơi tiếp nha. Về đi. Anh coi giùm tôi coi cái này cầm được nhiêu. Cái nhẫn này hả? Để tôi kiểm tra lại kỹ coi. Cái tôi chơi là thiệt đó, không cần phải kiểm tra đâu. Là thủ tục thôi. Cái nhẫn này tôi chỉ cầm 15 triệu thôi, lãi suất 2%. Cái gì? Sao có 15 triệu à? Mà lãi suất lại cao nữa. Anh coi kỹ rồi cầm sát giá giùm em nha. Thôi được rồi, 20 triệu hết giá rồi đó em. Được thì cầm, không được thì thôi. Ok anh. Em tên gì vậy? Bảo Nam. Rồi, em ký vào biên nhận đi.
kiểm lại đi. Nè, biên nhận nè em. Ba ngày sau em quay lại, anh nhớ giữ kỹ chiếc nhẫn này cho em nha. Em yên tâm đi, đúng 3 ngày sau em mang biên nhận lại, tôi sẽ cho em chuộc đồ. Dạ, cảm ơn anh. Cái nhẫn này đã lọt vào tay anh 3 ngày sau à? Quên đi cưng. Chị nhận phòng em. Dạ, chị khóa phòng của chị. Mình đi hả anh? Sao vậy? Sao cái mặt lạnh lùng thế ghét à? Mình đi anh. Anh uống đi anh. Để hâm nóng tình cảm của chúng mình. Anh có biết em chờ ngày này lâu lắm rồi không? Uống đi ăn. Uống đi. Anh uống hết đi mà. Sao vậy? Có đau lắm không anh? Bởi vậy mới nói cuộc sống đầy đau khổ phải không anh? Anh ơi, tôi muốn đi tắm.
Mức hứng à, đi tắm nhanh nhanh nha Cương. Mà còn ngại ngùng gì nữa không biết nữa. Tôi muốn uống rượu. Uống rượu gì? Thôi ngồi đây đi. Giờ bỏ uống đi. Đừng gọi tôi vậy. Sao anh hờ hững dữ vậy? Đừng mắc cỡ mà. Em ơi. Dạ. Thanh toán tiền phòng. Dạ. Cho em gửi. Khỏi thế lại. Cảm ơn chị. Alo. Bả vừa rời khỏi khách sạn. Tao sẽ dí theo. Có gì tao điện. Ờ. Em về công ty có việc. Hôm nay rất tuyệt. Cục cưng của em. Hôm nay rất tuyệt cục cưng của em. Chào quý bà. Lẳng và lơ. Mấy cô là ai? Nè cô kia. Buông ra. Đây là cái tội vì đã cướp bạn trai của tôi. Sao lại để mấy loại gà điên này vô đây phá vậy hả? Bà không cần phải đuổi. Vì tôi sẽ đi ngay. Đây là cái tác cảnh cáo bà vì cái tội cưa sừng làm nghé, dám cướp bảo nam của tôi. Con Minh Ân này thà phụ tình chứ không để kẻ khác phụ tình. Đi tụi bay. Ông làm ăn gì mà bê bối quá vậy? Trước tiên là tôi xin lỗi chị. Chị hãy hết sức thông cảm cho tôi. Tôi quên mất là con quỷ cái chân dài đó, nó đeo thằng này dữ quá mà nó không chịu nhả ra chứ. Tôi không cần biết. Ngày mai ông phải làm cho con quỷ cái đó rớt đài luôn. Mà không, ngay bây giờ càng tốt. Được rồi. Nỗi nhục này á, tôi phải rửa cho được. Chị à, cái chuyện đó thì nó không khó gì. Tôi sẽ nói với báo chí đính chính lại để giải cái nỗi oan ức của chị ngày hôm nay. Chị yên tâm, con quỷ cái đó sẽ hứng cả một rổ đá cho chị xem. Bằng mọi giá anh phải cho nó thân bại danh liệt. Được rồi. Để cho nó không còn góc đầu trong cái giới showbiz nữa. Để tôi nhìn coi nó cạp đất sống ra sao.
Đúng là khi phụ nữ nổi giận thì ông trời cũng phải ngán. Trước giờ tôi hiền như con nai vậy đó, nhưng cũng đôi lúc phải xù lông nhím để tự vệ chứ anh Đại. Trước hết mình phải chơi cái trò chơi mèo vờn chuột để giữ con mồi ngon của chị chứ. Được, nhưng anh phải nhẹ thôi, để khéo chim sổ lòng khó tìm lại lắm đó. Chị yên tâm. Alo, mày đâu vậy? Rồi, tôi biết rồi, được chưa? Đời anh thảm hơn tôi nghĩ nhiều. Dùng tạm cái này đi, không phải hàng hiệu, đừng có ngại. Cô là loại người gì mà dám nói với tôi như vậy hả? Anh tưởng anh là ai? Cũng mèo mã gà đồng giống như nhau mà thôi. Cô dám nói với tôi như vậy hả? Anh bỏ thái độ đó với tôi đi. Anh tưởng anh là ai? Dám nói với tôi gì hả? Anh buông ra, anh buông tôi ra. Đời anh sắp tàn rồi, trăng với sao gì nữa. Chấm hết rồi, diễn viên Bảo Nam à. Biến đi, đi hết đi. Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè. Sao? Có chuyện gì mà phải ra tận đây nói chuyện? Anh kêu nước đi rồi em nói cho. Anh uống gì ạ? Cho ly cà phê đá. Dạ. Ở công ty tê dách mạch rừng lắm, em nói không tiện. Cảm ơn. Sao? Nói đi. Nè, anh biết cô Ánh Ngọc phòng marketing chứ? Tôi có gặp cô ta một vài lần. Có chuyện gì với cô ta hả? Hôm nay hình như cô ta lên phòng 606 á. Có thiệt như vậy không? Tại sao cô biết? Cảm giác anh bất ngờ giống như là lúc em mới nghe lần đầu tiên vậy đó. Thái độ cô ta ra sao? Cô ta lưỡng lự lắm, đang suy nghĩ, chưa có câu trả lời chính xác cho sếp. Cô ta là cái quái gì chứ? Nếu mà cô ta được lên phòng đó làm việc thì em với anh phải hợp lực lại. Em thấy cô ta làm sao sao á, không có tin tưởng được. Thưa anh, có người cần gặp ạ. Ai vậy? Dạ. Tránh ra. Ông cũng hay ghê ha. Thấy đại ca tôi tới mà không có rượu chè để tiếp đón sao? Chúng ta lại gặp nhau, chắc ông chưa có đủ thời gian để quên chúng tôi chứ. Các người là người của lão đại đây sao? Nếu vậy thì không mất thời gian nữa. Đây là lần cảnh báo thứ nhất, hãy biết điều mà cư xử cho đàng hoàng. Chúng tôi sẽ nhẹ nhàng và tử tế. Mấy người chuyên đi đòi nợ đúng không? Đúng vậy đó. Thì sao? Ông thắc mắc chuyện gì? Đây, tên Thái, Lão Hòa và tên Cường, mấy người đi đòi nợ giúp tôi. Mấy người sẽ có tiền. Ông nghĩ sao vậy? Ông tin đem mới cái lỗ này ra lừa gạt tụi tôi đó hả? Đại ca, nó giỡn mặt tụi mình kìa. Giấy ghi nợ đâu? Có, chúng tôi sẽ đòi cho anh. Giá cả thì thương lượng. Ok. Giá như tôi cũng cáo già
và mưu mô như lão đại của các anh thì tụi đâu có khổ sở như vậy. Nếu không có thì thôi, đừng có rách việc. Chúng ta về. Nè, khi nào ông nhớ ra thì điện thoại tụi tôi nha. Cả một lũ lừa đảo, tôi còn biết tin ai bây giờ. Trời ơi, tôi đã phá nát sự nghiệp của mình rồi. Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho vơi đi những tội tình. Tụi bay về trước đi. Anh có cần tụi em đi cùng không? Ê, vô xe đi. Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho vơi đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dĩ vãng mà em. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng, lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Đếm cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em. Lời anh nói sẽ còn mãi đây. Không biết đại ca làm sao vậy ta? Tao thấy sắc mặt đại ca không vui. Công việc có gì đâu mà buồn phiền ha? Coi bộ mày cũng khoái công việc này quá hả? Khoái nhưng mà phải bám, chứ làm cái gì mà sống. Có tiền là được rồi, tao chẳng quan tâm. Mệt lắm. Như tao với mày mà sướng, chỉ có đại ca mình á, khổ tâm mà không ai biết. Đại ca chúng ta vậy á, mà cũng nhiều tâm sự u uất á ha. Trời ban cho con người ta cái vẻ ngoài lạnh lùng như vậy, ai biết đâu bên trong là khác. Xin người. Chuyện đời là vậy. Bây giờ tới cậu đi. Mày coi kìa, đại ca mình cầm đàn đó. Nghệ sĩ quá ha. Cắt bụi nha. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóm trăng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Công nhận cảnh ở đây đẹp quá ha. Lý tưởng đi hẹn hò đây. Kỳ này rất cơ. Vậy. Trời ơi, làm gì mà tới trễ quá vậy? Nãy giờ làm Ngọc chờ muốn chết nè. Nam còn đang cuống cuồng lo tiền bạc đây nè. Nếu như không đúng hẹn thì mình mất tất cả. Thì Ngọc cũng sợ Nam làm liều nên mới muốn gặp Nam á. Làm liều cái gì? Bây giờ á, Nam chỉ lo là ổng không cho Nam có thời gian để sắp xếp mọi chuyện thôi. Nếu như vậy biết đâu Nam cũng buộc phải nhắm mắt làm liều thôi. Thì Ngọc cũng sợ Nam làm liều đó. Nam biết được tin gì, Ngọc làm ở đó Ngọc biết.
Với lại Ngọc rất được lòng ổng. Hay là Nam cứ để Ngọc thử nói chuyện với ổng xem sao nha. Nói không thì đâu có được. Hả? Ông ta chỉ biết có tiền thôi. Ừ. Cho ly cà phê em ơi. Dạ. Ai mà chẳng biết ông ta là chỉ biết có tiền thôi. Nhưng mà bây giờ Nam cứ tập trung vào chuyện của Nam đi. Nam đừng có lo lắng nữa. Ngọc nghĩ là rồi cuối cùng cũng sẽ lo được mà. Sau đó Nam còn cả một tương lai phía trước nữa. Ngọc nè, Nam chỉ cần ổng cho Nam có thời gian thôi thì Nam sẽ có cách giải quyết hết mọi chuyện. Vậy chứ Nam định giải quyết làm sao? Chuyện này phải giải quyết triệt để, nếu không ổng chẳng để cho Nam yên đâu. Không cần phải biết đâu, miễn sao giải quyết xong chuyện này được rồi. Nam à, Nam cứ phải bình tĩnh. Chuyện đâu cũng còn có đó. Mà Ngọc thấy ổng đang lơi lỏng chuyện của Nam. Cứ từ từ đi. Làm sao có chuyện đó được. Một tay cáo già như ổng á thì không bao giờ ổng dễ dàng tha con mồi đâu. Không phải là tha, mà tại bây giờ ổng đang chuyển sang đối tượng khác. Vậy là ổng có con mồi khác rồi hả? Không biết kẻ xấu số đó là ai vậy? Cảm ơn. Thì cũng như Nam thôi, cũng tới dây tiền rồi giao dịch trong căn phòng bí mật đó. Nhưng mà Ngọc cũng có chạm mặt anh ta rồi, nhìn anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nam hiểu mà, thì cũng như người có cùng cảnh ngộ với Nam thôi. Nhưng mà chắc anh ta còn bị nặng hơn Nam nhiều. Bởi vì lúc đó mình đã nghe lõm được một phần câu chuyện mà. Cùng lắm thì mất hết sự nghiệp thôi. Bây giờ Nam chỉ ước ngày xưa Nam đừng quá tham vọng để dẫn tới những hành động mù quáng như vậy. Nam đừng có nói như vậy nữa. Đã là con người, ai mà không có hoài bão, có ước mơ chứ. Chẳng qua là tại Nam xui xẻo quá, gặp phải thằng cha cáo già nên mới vậy thôi. Cũng như nhau cả thôi. Nếu mình mà không mong muốn có một sự nghiệp thành công thì hắn có cáo già cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình. Thì bởi vậy Ngọc mới nói với Nam là bây giờ Nam tập trung vào công việc của Nam đi, lo mà tập trung gây dựng lại tên tuổi. Còn chuyện kia để Ngọc thử nói với ổng là chuyển hồ sơ của Nam qua cho Ngọc với lãi suất bình thường. Ngọc biết là rồi Nam sẽ trả đủ mà. Không ăn thua gì đâu Ngọc, ổng không có dễ dàng để cho Ngọc làm chuyện đó đâu. Tại sao lúc nào á cũng phải có cái suy nghĩ tiêu cực chán nản là sao? Đâu có gì đâu phải lo, từ từ rồi tính. Alo. Alo, Nam hả? Chú đến đó chưa? Dạ. Mà Nam nè, anh đã có chút việc đột xuất ở công ty cho nên anh phải quay lại. Có gì chú cứ ngồi đó nha. Hẹn chú mày vào bữa sau vậy? Dạ. Vậy nha. Ông anh, như anh trai của Nam vậy đó. Trưa nay á, Nam định cho hai người làm quen với nhau. Nhưng mà anh đi công chuyện rồi, hai người không có duyên. Thì bữa khác cũng được vậy, thiếu gì dịp ha. Mà hôm nay xế hộp của Nam đâu rồi? Sao không lấy tới để Ngọc đi ké lấy hơi cái coi? Thôi nha, cứ chọc Nam hoài à. Mà hay là sẵn tiện đường Nam về chung với Ngọc đi. Thôi được rồi, bây giờ á đâu có được. Ngọc cứ đi xe về trước đi, để Nam tự đón taxi về được mà. Trời đất, có gì đâu, cũng tiện đường mà. Với lại Ngọc cũng không có bận gì hết á. Không là không, chỉ cần á Ngọc giúp Nam cái chuyện mà Nam nhờ là được rồi. Chắc chắn mà, Nam cứ yên tâm làm nghệ thuật đi, việc đó cứ để Ngọc lo ha. Cảm ơn Ngọc nha. Thôi lên xe đi. Ừ. Để Nam đón taxi đã.
Ê, taxi. Đọc về nha. Ừ. Bye bye. Bye Ngọc. Vô đi. Dạ, thưa anh, ký vô đây giùm em ạ. Để em còn nói với công ty Phương Mai, để họ còn chuyển tiền vô tài khoản của mình nữa. Dạ, còn đây nữa. Cô bảo họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của tôi luôn nha. Nhưng như vậy là sai nguyên tắc đó anh. Tôi biết rồi. Không sao đâu, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Em cứ làm đi. Dạ, em biết rồi. Em xin phép ạ. Người về đêm nay, môi hôn kia vội vàng.